Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 216 Sắc mặt tần xương thay đổi mấy lần, Tam Ca suy nghĩ rất chu đáo, ta cũng thấy rất kỳ lạ, tốt nhất là rời đi sớm. Tần Diễm mỉm cười với Tần Sương, dặn dò vài câu rồi ra ngoài nhà bếp đã bày thức ăn lấy từ trên xe ngựa xuống ngoài chiếc giường cũ trong phòng còn có thêm một chiếc giường mới tuy nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để ngủ giường được trải sạch sẽ với chăn gấm mà tần hoàn và mọi người mang theo từ xe ngựa tất nhiên thoải mái hơn nhiều so với ngủ trong xe được rồi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm đi tần sương là người đầu tiên bước tới ăn điểm tâm các thị nô thấy vậy vội trải giường chiếu nhà có thêm người liền trông có sinh khí hơn dù không đói tần hoàn cũng qua ăn một chút chỉ riêng tần tương không ăn gì lên giường nằm ngay một lúc sau tần hoàn và tần sương cũng đi ngủ còn phục linh và mấy người khác thì nằm ngủ dưới đất dù không để lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng cơ thể tần hoàn đã kiệt sức vì chuyến hành trình vừa đặt đầu lên gối cơn buồn ngủ ập đến trong lúc mơ màng Nàng lại nghĩ về những chuyện kỳ lạ ở thôn Tam Nguyên. Mặc dù người trẻ tuổi có thể chết vì bệnh bất ngờ mà không rõ nguyên nhân, nhưng việc nhiều người chết cùng lúc lại quá trùng hợp, nhất là khi có người mắc bệnh đậu mùa. Điều này khiến nàng nghĩ đến bệnh hoa liễu, nhưng bệnh hoa liễu không giết người nhanh như vậy. Nếu nói là dịch bệnh thì cũng không thể chỉ xuất hiện trong phạm vi nhỏ như vậy. Còn vị đại phu họ Tôn kia, liệu đó chỉ là sự trùng hợp hay có gì ẩn giấu? Tần Hoàn theo bản năng muốn tìm hiểu kỹ hơn, nhưng do quá mệt mỏi và sáng sớm mai họ phải rời đi, nên nàng không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Thế là, Tần Hoàn quyết định gạt bỏ mọi suy tư và chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, Tần Hoàn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng. Vốn nhạy bén, nàng lập tức tỉnh dậy, lắng tai nghe và quả nhiên, tiếng ồn ào trong sân vọng vào rõ ràng. Người thật to gan. Tần Hoàn nghe rõ tiếng quát lớn của thị vệ Tần Phủ, dù không nghe thấy giọng của người bị tra hỏi, nhưng cuộc đối thoại này có vẻ như có kẻ trộm đã xâm nhập vào. Tần Hoàn lập tức ngồi dậy, nàng vốn mặc đồ ngủ, giờ chỉ cần khoác thêm áo ngoài là được. Khi nàng cử động, những người khác cũng bị đánh thức, Tần Sương mơ màng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Còn chưa biết, có lẽ là ai đó xông vào. Vãn hạnh thắp sáng đèn, thấy tần hoàn đã búi tóc chỉnh tề và bước ra ngoài, nàng cũng cùng phục linh theo sau. Khách điếm này chỉ có một tầng, phòng của họ nằm ở bên trong cùng, bên ngoài là nơi ở của tần diễm và bọn hạ nhân. Vừa bước ra khỏi cửa, tần hoàn liền bị cái lạnh tạt vào mặt đau buốt. Nàng dừng bước, thấy trong sân tuyết đã phủ đầy, không rõ là lúc nào tuyết bắt đầu rơi, nhưng bầu trời giờ chỉ toàn là màu đen. Dưới ánh đèn mờ ảo ở hành lang, nàng nhìn rõ những bông tuyết lớn đang bay là tả trong lòng nàng lập tức trùng xuống mặc dù tuyết trước mắt chỉ dày khoảng hai tấc nhưng nhìn những bông tuyết rơi là tả tần hoàn hoàn toàn không nghi ngờ rằng đây sẽ là một trận đại tuyết càn trở hành trình của họ điều mà họ lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra a à, tuyết rơi rồi tần hoàn không để ý đến tần xương nàng xoay người bước về phía có tiếng ồn ào nhất tuyết rơi dày gió lạnh thổi bút tận xương theo bản năng tần hoàn kéo chặt cổ áo choàng khi đến gần nàng nhận ra rằng cuộc tranh chấp không phải ở đại sảnh mà là ở trước phòng số một tần diễm đứng quay lưng về phía nàng trước mặt hắn là mấy thị vệ đang khống chế một người đàn ông từ xa nhìn lại có vẻ là một nam nhân nhưng do tần diễm che chắn nên nàng chưa thể thấy rõ mặt kẻ đó tần hoàn nhanh chóng tiến lại gần tam ca có chuyện gì vậy Tần Hoàn cau mày, vừa nói vừa tiến lại gần Tần Diễm. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bị khống chế, và ngay lúc đó, người kia cũng nhận ra Tần Hoàn. Tần Cô Nương, chương 217 Tần Hoàn luôn cảm thấy ngôi làng này thật kỳ lạ, và việc để Tôn Mộ Khanh ở lại đây một mình thật sự rất nguy hiểm. Tôn Mộ Khanh liền gật đầu, phải, tại hà cũng có suy nghĩ như vậy. Tần Hoàn gật đầu, rồi liếc nhìn sân giữa phủ đầy tuyết lớn, sau đó quay sang tần diễm nói, tam ca, tuyết rơi khá dày, sáng sớm mai chúng ta có lẽ nên khởi hành sớm hơn một chút. Nghe vậy, tần diễm cũng lộ vẻ lo lắng, đúng vậy, chỉ còn hơn một canh giờ nữa là trời sáng rồi. Các người nên về nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai đi nhanh hơn một chút, chúng ta sẽ khởi hành sớm để đến Viên Châu Thành. Tần Hoàn gật đầu, quay lại nhìn Tôn Mộ Khanh. Tôn mộ khanh vội vàng nói, tần cô nương hãy mau đi nghỉ ngơi, ta vừa mới thấy tuyết rơi dày nên muốn ra sân xem thử tuyết đã đọc bao nhiêu, rồi mới quay vào gặp vài thị vệ canh gác. Tần hoàn không muốn nói thêm gì với tôn mộ khanh, đứng đây cũng quá lạnh, nên nàng hành lễ, rồi xoay người về phòng. Tần Sương đi theo Tần Hoàn, khi về đến nơi khẽ nói, không ngờ ở đây lại có thể gặp được bạn của ngươi. Tần Hoàn thở dài, ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại. Tần Sương mỉm cười, ngôi nhà này có một sân vuông vắn, phòng khách chiếm ba phía, giữa sân có một đình nhỏ. Nhìn tuyết lớn từ trời rơi xuống, Tần Sương dường như không chút lo lắng, nàng còn bước tới trước vài bước, lấy một nắm tuyết, trong khi vãn tỉnh lo lắng nhắc nhở, tiểu thư, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Tần Sương đưa nắm tuyết lên mũi người, rồi tung lên như những cánh hoa rơi. Tuyết liền rơi xuống cả người nàng và vãn tình, nghe thấy tiếng động, tần hoàn quay đầu lại nhìn khóe môi khẽ cong vẫn còn hơn một canh giờ nữa trời mới sáng mặc dù tâm trạng của tôn mộ khanh rất phức tạp nhưng nghĩ đến việc phải khởi hành sớm ngày mai tần hoàn không dám chần chừ dưới lớp chăn gấm vẫn còn ấm áp nàng cởi áo ngoài thu mình vào trong chăn và cố ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau chuyến đi dài tần hoàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao bên ngoài sáng rực tần hoàn hốt hoảng lập tức ngồi bật dậy vừa ngồi dậy nàng nhìn thấy không xa giường bên kia tần tường vẫn còn ngủ say vãn hà đang ngồi canh bên cạnh nhưng tần sương thì không thấy đâu lúc này vãn hạnh bước vào vội vàng hỏi tiểu thư tần hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ lòng càng thêm nặng nề chẳng phải đã nói rằng sẽ khởi hành ngay lúc hừng đông sao vãn hạnh cúi mắt xuống giọng nhẹ nhàng đáp tối qua tuyết rơi quá lớn cách đây nửa canh giờ thế tử đã sai người ra ngoài xem họ nói tuyết đọng quá dày xe ngựa không thể đi được nghe thấy vậy lông mày tần hoàn lập tức nhíu lại nàng nhanh chóng mặc quần áo vào vãn hạnh mang đến cho nàng một chiếc áo choàng màu xanh đen thật dày đây là chiếc áo choàng dày nhất mà tần hoàn đã chuẩn bị với một lớp lông cáo trắng quanh cổ khuôn mặt nhỏ nhắn của tần hoàn bị lớp lông ấy bao quanh, khiến nàng trông càng xinh đẹp như mộc ngà. Vãn hạnh nhìn nàng đến ngẩn ngơ, một lúc sau mới theo nàng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, tần hoàn liền thấy tần sương đang chơi đùa với tuyết dưới hành lang gấp khúc. Tiếng mở cửa làm tần sương giật mình, nàng quay đầu lại và nói, người dậy rồi à. Nhìn tần sương vẫn tràn đầy sức sống, tần hoàn thở dài. Hôm nay không thể đi được, chắc mọi người sẽ rất bực bội chỉ có tần sương vẫn có thể cười đùa như vậy tần hoàn thở dài thêm một lần nữa thế cũng tốt tần hoàn bước lại gần vài bước thấy tay và mặt tần sương bị lạnh đến mức đỏ bừng nhưng nàng vẫn đắm chìm trong niềm vui mà không hề khó chịu tần hoàn không khỏi giờ khóc giờ cười chuyện nạn người tuyết thế này nàng thường làm khi còn nhỏ nhưng đã rất lâu rồi nàng không còn làm nữa tần hoàn nhìn quanh Thấy tuyết đêm qua đã đọng lại dày chừng nửa thước, tuyết vẫn chưa ngừng rơi và theo từng cơn gió lạnh mà phủ xuống. Thấy có bóng người phía đại đường, nàng liền tiến thẳng đến đó. Khi đến đại đường, nàng thấy Tần Diễm và Chu Hoài đang nói chuyện với Ngụy Trường Phúc. Ngụy Trường Phúc vẻ mặt khổ sở nói: "Công tử, thật sự là không có, quán trọ không có khách nên cũng không có dự trữ thức ăn dư thừa. Ở đây chỉ có tiểu nhân và hai tiểu nhị." mỗi nửa tháng mới ra ngoài mua một lần giờ thì lương thực của chúng tôi cũng đã gần hết thời tiết này lại càng không có gì ăn nổi nghe vậy tần diễm nhíu mày quay lại thấy tần hoàn cửu muội đã dậy rồi à tần hoàn gật đầu và tiến lại gần tần diễm liền mất kiên nhẫn phất tay ra hiệu cho ngụy trường phúc lui xuống có chuyện gì vậy tam ca tần diễm hất cằm chỉ ra ngoài tuyết lớn tuyết rơi như thế này đường đi khó khăn xe ngựa chắc chắn không đi được, cỏ khô của chúng ta cũng không đủ. Chùa quản gia đã sai người ra ngoài kiểm tra, quả thực không thể đi được. Có lẽ chúng ta phải đợi đến khi tuyết ngừng và tan bớt rồi mới có thể khởi hành, chắc phải ở đây thêm hai ngày. Lòng tần hoàn trầm xuống, tần diễm nói tiếp, trên xe chúng ta chỉ có lương khô, trong thời tiết này mà không có cơm nóng thật sự rất khô. Lương khô cũng không còn nhiều, ta định trả thêm tiền nhờ chủ quán nghĩ cách nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tần Hoàn bình tĩnh lại, hỏi, bước tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi đến chấn quan âm, nếu trời nắng thì đã khởi hành từ sớm rồi. Huống hồ thời tiết thế này, trời lại nhanh tối, dù có đi được thì đến tối cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Dọc đường cũng chẳng có thôn xóm nào. Tần Hoàn im lặng, nàng biết rõ rằng họ sẽ phải nghỉ lại đây hai ngày. Chu Hoài chợt lên tiếng, dường như sợ Tần Hoàn lo lắng, Cửu tiểu thư không cần lo lắng, chỉ vất vả một chút thôi, đợi tuyết ngừng chúng ta có thể xuất phát. Tần Hoàn lắc đầu, khẽ mỉm cười, ta biết, ta không lo lắng gì, chỉ cần mọi người bình an là tốt rồi. Chu Hoài gật đầu, rồi Tần Diễm nói, ngoài trời quá lạnh, lát nữa ta sẽ bảo trưởng quầy chuẩn bị vài chậu than đặt trong phòng các ngươi. Ngươi vào phòng nghỉ đi, kẻo bị cảm lạnh. Ở bên ngoài cũng chẳng thay đổi được gì nên Tần Hoàn đành quay về phòng. Khi đi ngang qua phòng khách số 1, Tần Hoàn liếc nhìn vào trong, nhưng cửa vẫn đóng chặt, bên trong yên tĩnh đến lạ. Tần Hoàn không biết liệu Tôn Mộ Khanh còn ngủ hay đã đi rồi, lòng nàng thoáng lo lắng nhưng không tiện hỏi nhiều, đành trở về phòng mình. Chẳng bao lâu sau, Phục Linh mang trà nóng vào và nói, không uống nước cũng không được, đây là nô tỳ và Tú Vân sáng nay đi gom nước tuyết rồi mượn ấm nước của Ngụy Trường Phúc để rửa sạch nhiều lần mới dám dùng, chắc là không sao đâu. Một bình trà lớn được đặt trên bàn, Phục Linh tiếp tục mở chiếc hộp đựng đồ ăn lấy từ xe ngựa ra. "Tiểu thư, mời người đến đây dùng chút điểm tâm." Tần Hoàn bước đến bàn, Tần Sương cũng từ ngoài sân bước vào, tay và mặt đều lạnh đỏ lên, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy nụ cười phấn khích. "A, à, có trà nóng rồi, ta lạnh muốn chết." Tú Vân nhẹ nhàng nói, "Tiểu thư cũng biết lạnh sao?" Tần Sương hừ một tiếng, xoa tay rồi đi lấy một chén trà, một tay khác cầm lấy điểm tâm cắn một miếng lớn. Nhìn Tần Sương ăn ngon lành, Tần Hoàn cũng cảm thấy thèm ăn, liền ngồi xuống ăn điểm tâm. Bên kia, Tần Tương đã tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm lười trên giường. Vãn Hà thấy vậy, liền mang điểm tâm và một chén trà nóng đến đặt bên mép giường cho Tần Tương. Khi mấy chị em đang ăn uống, đột nhiên có tiếng nhạc vang lên từ xa. Trong chốc lát, mọi người đều dừng lại, Phục Linh là người đầu tiên phản ứng, "Tiểu thư, đó là nhạc tang. Nhà ai vừa có người qua đời?" Vài ngày trước, Tần phủ vừa có tang sự, nên cả Tần Hoàn và mọi người đều rất quen thuộc với tiếng nhạc tang này. Nghe Phục Linh nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Tần Hoàn uống thêm một ngụm trà, rồi theo bản năng đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Đứng bên cửa sổ, nàng nghe tiếng nhạc càng rõ hơn, dường như đang tiến về phía quán trọ của họ. Tuyết rơi trong gió lạnh, tiếng nhạc buồn bã vang lên, lòng Tần Hoàn chợt dao động. Nàng khoác thêm áo choàng rồi định ra ngoài. Thấy vậy, Tần Sương liền bỏ dở bữa ăn, nói: "Ta cũng đi xem." Vừa nói dứt lời, Tần Sương khoác áo choàng rồi theo sau Tần Hoàn ra khỏi cửa. Cả hai người, mỗi người mang theo thị tỳ, rời khỏi nhà vừa bước ra ngoài họ thấy tần diễm và chu hoài cũng đang đi về phía đại đường tần hoàn và tần sương vội vàng đi theo khi đến cửa đại đường họ thấy ngụy trường phúc đang đứng ở cửa mặt trắng bệch nhìn ra ngoài quán trọ này không có tường bao quanh chỉ có một hàng rào thấp tuy vẫn chắc chắn nhưng có thể nhìn xuyên qua những khe hở để thấy cảnh vật bên ngoài tần diễm và tần hoàn cùng mọi người bước đến cửa liếc nhìn ra ngoài và quả nhiên đội ngũ đưa tang đã đến trước quán trọ. Đoàn đưa tang trong thôn chỉ có hơn 10 người, rất đơn sơ, không hoành tráng như đám tang của nhà họ tường. Hơn 10 người trong đoàn đều mặc áo tang, và dẫn đầu là một bà lão khoảng 60 tuổi. Mặc dù có hơn 10 người, nhưng đám tang này lại vô cùng đơn sơ. Điều lạ lùng là không có quan tài, chỉ có một chiếc cáng phủ vải bố trắng, được hai người đàn ông khiêng, phía sau là một vài người già trẻ trong thôn đi theo ngụy trường quầy chuyện này là sao tần diễm hỏi ngụy trường phúc biến sắc lẩm bẩm nói lại có người chết rồi nói rồi ngụy trường phúc ngước mắt nhìn mái nhà của mình thầm cầu nguyện trời cao phù hộ các vị thần tiên bồ tát phù hộ xin đừng để quán trọ của ta gặp chuyện ngụy trường quầy rốt cuộc chuyện này là sao thấy ngụy trường phúc không trả lời Tần Diễm hỏi lại một lần nữa. Ngụy Trường Phúc nhìn đoàn đưa tang đang di chuyển chậm chạp vì tuyết rơi, rồi cười khổ, bà lão đi phía trước là vùng lão thái ở thôn phía đông. Con trai và con gái của bà đều đã chết, chỉ còn lại một cháu gái sống cùng bà. Có vẻ lần này cháu gái của bà ấy gặp chuyện. Nghe Ngụy Trường Phúc nói xong, mọi người lập tức nhìn về phía đoàn đưa tang, Tần Hoàn đặc biệt chú ý. Ngụy Trường Phúc tiếp tục nói, giọng đầy xúc động cũng không rõ cô gái đó chết như thế nào đã hai tháng nay thôn không có ai chết ta cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ giọng ngụy trường phúc đầy vẻ lo lắng và sợ hãi đúng lúc đó tấm vải trắng phủ trên thi thể bị gió lạnh thổi bay và tần hoàn thoáng nhìn thấy một bàn tay trắng bệch khô khốc trong nháy mắt tấm vải lại rơi xuống che kín thi thể tần hoàn nhíu mày hỏi ngụy trường quầy hôm qua ngươi nói những người chết nửa năm trước trông như thế nào ánh mắt ngụy trường phúc lóe lên rồi đáp lúc chết hai mắt mở to toàn thân run rẩy nghe vậy tần diễm và tần hoàn đều nhíu mày tần hoàn hỏi tiếp chẳng phải ngươi nói rằng họ đều chết vì bệnh đậu mùa sao ngụy trường phúc vội đào mắt à phải phải rồi tại hạ nhớ nhầm ánh mắt tần diễm trở nên lạnh lẽo ngụy trường quầy đang lừa gạt chúng ta phải không ngụy trường phúc vội xua tay không dám không dám lừa gạt các vị khách quý chuyện này ta cũng chỉ nghe người khác nói có lẽ có lẽ vì có nhiều lời đồn khác nhau ta không biết phải nói theo cái nào nghe những lời này cả tần hoàn và tần diễm đều nổi giận thấy sắc mặt cả hai không ổn ngụy trường phúc vội cười xoa dịu ta không dám lừa gạt các vị thực ra ta cũng không phải người trong thôn chỉ mở quán trọ ở đây Trước kia ta thu nhận nhiều người trong thôn, nên những chuyện thế này ta thực sự không nắm rõ được. Tần Hoàn nhìn Ngụy Trường Phúc, trong lòng chợt cảm thấy người này không đáng tin. Khi nhìn lại đoàn đưa tang, họ đã đi khá xa. Tần Hoàn ngơ ngác nhìn theo hướng họ đi, trong đầu hiện lên hình ảnh bàn tay khô gầy nàng vừa thấy. Người chết chẳng phải là cháu gái nhà phùng lão thái sao? Nhưng bàn tay kia lại không giống tay của một cô gái trẻ cửu muội muội nghe tần diễm gọi tần hoàn mới giật mình trở về với thực tại sau khi tỉnh lại nàng thấy tần diễm đang lo lắng nhìn mình cửu muội muội ngươi làm sao vậy tần hoàn khẽ lắc đầu không có gì phục linh ở bên cạnh nói tiểu thư có phải đang suy nghĩ gì mà lơ đãng không vừa rồi thế tử gọi mà người không phản ứng phục linh hiểu tần hoàn khá rõ nàng biết rằng khi tần hoàn suy nghĩ về điều gì đó nàng sẽ tập trung rất cao độ tần diễm thì lại không hiểu điều này lo lắng rằng tần hoàn có thể đã bị dính vài thứ gì không tốt từ đoàn đưa tang tần hoàn vội gật đầu ta chỉ đang suy nghĩ xem cháu gái nhà phùng lão thái chết vì lý do gì nghe vậy tần diễm nói cửu muội muội đừng nghĩ đến chuyện đó nữa thật không may mắn hiểu được ý của tần diễm tần hoàn gật đầu đồng ý sau đó Tần Diễm dặn Ngụy Trường quay chuẩn bị thêm chậu than cho ấm rồi bảo Tần Hoàn và Tần Sương quay về phòng nghỉ ngơi. Tần Hoàn không muốn để lộ quá nhiều suy nghĩ, nên cũng nghe lời quay về. Vừa đi, Phục Linh vừa thấp giọng nói, tiểu thư đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta cũng sắp rời đi rồi, chuyện trong thôn không liên quan đến chúng ta. chương 218 Tần Hoàn gật đầu, người yên tâm, ta chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Phục Linh liền nói, nô tỳ biết tiểu thư thấy những thứ này chắc chắn sẽ có lòng muốn tìm hiểu. Tần Sương theo sau Tần Hoàn, nghe vậy liền nói, nhưng đã có người chết, ngôi làng này thật sự rất quái lạ, ta cũng cảm thấy tuyết này rơi không đúng thời điểm. Nếu có chuyện gì xảy ra ở vùng núi hoang vắng này. Phục Linh nghe Tần Sương nói vậy, chỉ cười khổ, nhưng vẫn trấn an, lục tiểu thư yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Sương chỉ nói vậy thôi, dù sao quán trọ này cũng không phải là chỗ xấu. Thêm nữa còn có nhiều người của Tần Phủ hộ vệ, tuy rằng hành trình có chậm trễ nhưng sẽ không gặp phiền phức lớn. Nhưng Tần Sương không ngờ rằng, chỉ một canh giờ sau, rắc rối đã tìm đến. Thôn trưởng chính là chỗ này, đám người từ bên ngoài đã ở đây tối qua. Một người đàn ông cao gầy vác chiếc quốc đi trước, mạnh tay đẩy cửa quán trọ lớn vào sân phía sau hắn là khoảng 50 người đàn ông trong làng Tam Nguyên, người cầm cuốc, kẻ cầm đao, thậm chí có người còn mang cung tên tự chế. Tất cả bọn họ đều đầy giận dữ, hùng hồ tiến về phía cửa quán trò phúc khách. Tiếng ồn này làm ngựa trong sân kêu vang vì sợ hãi, Ngụy Trường Phúc nghe thấy liền bước ra ngoài. Nhìn thấy cả sân đầy thôn dân giận dữ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi vài lần, khóe môi gượng gạo nở một nụ cười, thôn trường hoàng, có chuyện gì vậy? Thôn trưởng Hoàng Văn Sơn là một ông lão 60 tuổi gầy gò, mặc chiếc áo bông dày, chống cây gậy trên tay. Ánh mắt ông nhìn Ngụy Trường Phúc như muốn xé xác, đêm qua, đám người lạ đó có ở lại đây không? Ngụy Trường Phúc run rẩy khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng Văn Sơn, ông gật đầu, đúng là. Vừa dứt lời, tất cả thôn dân đều dơ cao vũ khí trong tay. Ngụy Trường Phúc hoảng sợ lùi lại vài bước, Hoàng Văn Sơn lạnh lùng nói, người đi nói với bọn họ, bảo họ lập tức rời khỏi thôn Tam Nguyên. Ngụy Trường Phúc trợn tròn mắt, rồi cười khổ nói, thôn trưởng, chuyện này là sao? Tại sao phải đuổi khách ra ngoài? Hoàng Văn Sơn lạnh lùng cười, cháu gái của bà Phùng đã chết, người biết rồi đấy, trong thôn chúng ta có tà vật quấy phá, suốt hai tháng qua không xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi bọn họ tới thì chuyện xảy ra liên tục. Ta đã nói với ngươi rồi, không được cho người ngoài ở lại trong thôn. Ngụy Trường Phúc đảo mắt, thôn trường, trời tuyết lớn thế này, trong số khách còn có những tiểu thư quyền quý. Bắt họ ra ngoài giữa trời như vậy chẳng phải là đẩy họ vào chỗ chết sao? Hoàng Văn Sơn liếc qua góc sân có ngựa xe, họ đến như thế nào thì rời đi như thế. Ta không quan tâm họ là cô nương hay hán tử, chính họ đã mang vận rủi đến thôn Tam Nguyên. Cháu gái bà Phùng đã chết, tiếp theo sẽ là ai? nếu họ không đi chính họ đang đẩy chúng ta vào đường cùng tiếng la hét của năm mươi hán tử vang lên khắp nơi những người thô lỗ trong thôn không thèm quan tâm nữa nếu xảy ra xung đột ngụy trường phúc chỉ sợ quán trọ nhỏ của mình sẽ bị phá hủy ông vội vã chắp tay cúi đầu trước đám đông được được mọi người bình tĩnh chờ một chút ta sẽ vào nói chuyện với họ ngụy trường phúc với gương mặt đầy lo lắng nhanh chóng bước về phía phòng khách nhưng chưa kịp đến thì thấy tần diễm và chu hoài đã đi tới hiển nhiên tần diễm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài ngụy trường phúc hối hả tiến lên công tử tần diễm vung tay từ đâu tới đám điêu dân này ngụy trường quầy có thật là ngươi muốn đuổi chúng ta đi không ngụy trường phúc cười khổ không phải tiểu nhân muốn đuổi công tử đi mà là bọn họ ép buộc nếu tiểu nhân làm mất lòng họ công tử đi rồi tiểu nhân cũng không biết làm sao nữa Công tử xin thương xót, nghĩ cho mình đi. Hiện tại còn sớm, công tử vẫn có thể tìm chỗ chu tránh gió tuyết. Tần Diễm vốn là con nhà quyền quý, nghĩ đến việc mình, thế tử hầu phủ, lại bị đám điêu dân uy hiếp, chỉ thấy phẫn nộ. Thật nực cười, trưởng quầy đã nhận tiền của chúng ta, giờ lại đuổi chúng ta đi sao? Ngụy Trường Phúc vội nói, hoàn trả, tiểu nhân sẽ hoàn trả toàn bộ tiền cho công tử. Tần Diễm lạnh lùng cười, muốn nhận thì nhận, giờ lại muốn hoàn trả là hoàn trả, kinh doanh như thế sao?" Nói rồi, Tần Diễm liền ra lệnh cho Chu Hoài, bảo thị vệ và phu xe canh giữ trước cửa đại sảnh, "Ta muốn xem đám thôn dân này định làm gì." Chu Hoài trầm tư một lúc, nhưng vẫn làm theo lệnh, ngay lập tức, tất cả thị vệ và phu xe từ hành lang đều xuất hiện bên ngoài. Dù số lượng ít hơn, nhưng thị vệ của Tần phủ đều là những người biết võ, ai nấy đều đeo kiếm. Những thanh kiếm sắc lạnh ấy làm bầu không khí càng thêm căng thẳng, khiến thôn dân có chút e dè. Ngụy Trường Phúc vừa thấy tình hình này thì sợ đến phát khóc, "Công tử, công tử, xin công tử đừng làm bị thương người dân trong thôn. Công tử không biết đấy, ở đây người dân còn lạc hậu lắm, rất bênh vực nhau và không biết lễ nghĩa. Nếu xảy ra xung đột thật, họ sẽ không màng sống chết. Công tử chỉ cần thể hiện chút uy thế là đủ, đừng làm bị thương người dân." Chu Hoài đứng sau tần diễm, hạ giọng nói, thế tử, quả thật đúng là như vậy. Trong lúc đó, Tần Hoàn và Tần Sương cùng mấy người khác cũng bước ra. Tần Hoàn đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài và linh cảm có chuyện không hay, nên đợi một chút rồi mới ra xem. Nàng từng cùng phụ thân sống ở Tây Bắc nhiều năm, đã trải qua nhiều lần gặp phải phong tục thô bảo, nên biết rằng ở những nơi như thế này, không nên đối đầu trực tiếp với thôn dân. Thôn dân thấy cảnh tượng này chẳng những không sợ, mà còn trở nên càng kích động hơn. Khi Ngụy Trường Phúc vừa đề xuất phương án hòa giải, họ đã không đợi thôn trưởng Hoàng nói gì mà lớn tiếng phản đối. "Lập tức, bảo bọn họ cút ngay khỏi đây." Chu Hoài lập tức kéo Tần Diễm về phía sau, trong khi đó, thị vệ của Tần phủ đồng loạt rút kiếm và đao. Khi đội tinh binh đối mặt với đám dân làng, sát khí ngay lập tức bùng lên. Nhưng đúng vào lúc tình thế căng thẳng tột độ, một giọng nói trong trẻo vang lên, "Xin mọi người dừng tay." Giọng nói vang lên mềm mại như ngọc, nhưng lại lạnh lùng như tuyết, khiến mọi người sững sờ. Lửa giận trong mắt đám thôn dân dần dịu đi, họ đồng loạt quay người nhìn về phía cổng sân. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, hai người đàn ông mặc áo bảo trắng xuất hiện đứng ngay trước cổng sân của quán Trọ Phúc Khách. Tôn Thần Y đến. Tôn Thần Y Sao ngài lại đến đây? Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cho Tần Hoàn và Tần Diễm trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu rõ tình hình thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, "Sư huynh, sư huynh, ta đã nói những người bạn của chúng ta đang ở trong phòng kia." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 219. Đôi mắt của Hoàng Văn Sơn chợt sáng lên, hắn liếc nhìn nam tử một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Hoàn rồi chắp tay hành lễ không biết rằng đây là bằng hữu của thần y thật sự có nhiều điều mạo phạm nói xong hoàng văn sơn lại cúi đầu hành lễ với nam tử rồi vung tay ra lệnh mọi người hãy rời khỏi đây trở về nhà sau khi ra lệnh hoàng văn sơn dẫn theo đám thôn dân lui ra như thủy triều vừa đi khỏi trong sân lập tức trở nên trống trải tuyết rơi đầy sân chỉ còn dấu vết bị dẫm làm cho lầy lội trên mặt tôn mộ khanh hiện rõ sự vui mừng, hắn cảm kích nhìn thoáng qua nam tử rồi nhanh chóng bước vào sân. Thị vệ của tần phủ cũng đã chạy đến hai bên, còn tần diễm và tần hoàn thì bước ra ngoài. Tần cô nương, tần tam công tử, hai người có sao không? Tôn mộ khanh vội vã hỏi, tần diễm bước tới lắc đầu, không sao, đa tạ tôn công tử, chỉ là vị này là. Tần diễm hỏi, tôn mộ khanh như vừa định nói gì đó, liền quay người nhìn về phía cổng sân. Nam tử đứng trước cổng vốn không hề nhúc nhích, lúc này mới bước vài bước tiến lại gần tôn mộ khanh, gật đầu với mọi người và nói, tại hạ là tôn hạo nguyệt. Tần Hoàn nghe tên này, cảm thấy người đúng như tên gọi, bên cạnh tôn mộ khanh đã hưng phấn nói, tần cô nương không biết, thật là trùng hợp. Ta vốn đến thôn này để xem tình trạng bệnh tật, nhưng hỏi thăm hai ngày vẫn không có kết quả. Sau đó, ta nghe nói trong thôn có một vị thần y đã chữa khỏi cho rất nhiều người liền sinh lòng muốn bái phòng thần y tần cô nương biết đấy ta từ liên châu đến đây để tìm kiếm danh y các nơi có thể là để học hỏi hoặc để mời về dược vương cốc ta vốn muốn xem thử vị thần y này tài giỏi đến đâu cũng định hỏi xem thôn dân rốt cuộc mắc bệnh gì nhưng khi tới dưới chân thần nữ phong ta lại phát hiện vị thần y này là người quen cũ nói xong Tôn Mộ Khanh quay sang nhìn Tôn Hạo Nguyệt, sư huynh Hạo Nguyệt lớn hơn ta 8 tuổi, được sư phụ nhận làm đệ tử từ trước. Sau khi thành tài, sư huynh rời núi, ta cũng đã nhiều năm không gặp. Thật không ngờ lại gặp nhau ở nơi này. Khuôn mặt Tôn Mộ Khanh lộ rõ sự phấn khích, trong khi Tôn Hạo Nguyệt chỉ nhạt nhẽo mỉm cười. Tần Diễm vội nói, quả là duyên phận ngàn dặm, chúng ta gặp được Tôn Công Tử là duyên, Tôn Công Tử gặp lại Tôn Thần Y cũng là duyên phận. Tôn Mộ Khanh liền gật đầu, không phải không phải, sư huynh Hạo Nguyệt đã đến Mây Mù Sơn nửa năm trước. Hiện giờ, sư huynh ở dưới chân Thần Nữ Phong đã mua một căn nhà để dưỡng bệnh cho sư Tầm. Tần công tử, Tần cô nương, lần này chúng ta đến là muốn mời hai người cùng đến nhà sư huynh ở tạm. Khách đếm này không ấm áp, lại không có thức ăn, tuyết rơi cũng chưa biết bao giờ mới dừng. Từ đây đến chân Thần Nữ Phong cũng không xa, chỉ cần một canh giờ là tới mong tần công tử và tần cô nương đừng từ chối khi tôn hạo nguyệt vừa nói muốn đưa tần diễm và mọi người rời đi tần diễm định hỏi thì tôn mộ khanh đã lên tiếng tần diễm do dự nói chuyện này thật ngại quá chúng ta đông người thế này tôn mộ khanh nhìn tôn hạo nguyệt rồi cười nói không có gì phải ngại sư huynh mua một căn nhà rất lớn hiện tại chỉ có sư huynh sư tẩu và vài người hầu ở đó nên các người đến cũng không sợ chật trội tuyết này chưa biết bao giờ mới ngừng các người ở lại đây sẽ không tiện nếu ta không gặp sư huynh thì thôi nhưng đã gặp rồi sao có thể để tần công tử và tần cô nương chịu đói lạnh lời nói của tôn mộ khanh chân thành tần diễm do dự nhìn tôn mộ khanh rồi lại nhìn tôn hảo nguyệt tôn hảo nguyệt gật đầu mọi người cứ thoải mái đến thấy rõ rằng tôn hảo nguyệt không phải là người hay nói nhiều Tần Diễm quay sang nhìn Tần Hoàn. Tần Hoàn nhíu nhẹ mày, nhìn Tôn Mộ Khanh thở dài. Nàng tất nhiên tin tưởng Tôn Mộ Khanh, hơn nữa vị Tôn Hạo Nguyệt này là sư huynh của họ, một người có danh tiếng lớn trong y đạo. Tần Hoàn dù không coi mình là người thân thiết với Tôn Mộ Khanh, cũng không có tình cảm huynh muội sâu đậm với hắn, nhưng trong lòng nàng luôn kính trọng Tôn Hạo Nguyệt như một tiền bối trong y đạo, đầu tiên là ngưỡng mộ, sau đó là tin tưởng xin để tam ca quyết định tần hòa nói trong lòng nàng nghĩ nếu tần diễm không muốn đi nàng cũng sẽ không nói thêm lời nào từ đêm qua khi biết về thân phận của tôn mộ khanh tần diễm đã nảy sinh ý muốn kết giao huống chi hôm nay lại có thêm một đệ tử dòng chính của dược vương cốc ánh mắt tần diễm khẽ động rồi nhanh chóng đưa ra quyết định được chúng ta sẽ làm phiền tôn thần y và tôn công tử nghe vậy tôn mộ khanh liền cười lớn thật là tốt, thật là tốt. Không có gì gọi là quấy dày, không có gì. Ta và tần cô nương chỉ là tình cờ gặp gỡ, tần cô nương đã không ngại giúp đỡ ta. Hiện giờ ta chỉ là đang báo đáp lại ân tình thôi. Tần Hoàn chỉ cho Tôn Mộ Khanh một ít lộ phí, nhưng Tôn Mộ Khanh lại chuẩn bị cho cả đoàn một chỗ ở mới. Việc này không đơn giản chỉ là một sự trả ơn nhỏ bé. So với việc nàng giúp, sự đáp lại của Tôn Mộ Khanh quả thật là báo đáp bằng ngọc quý tần diễm chắp tay cúi đầu cửu muội chỉ là cho tôn công tử một chút lộ phí nhưng tôn công tử và tôn thần y lại giúp đỡ chúng ta rất nhiều ta vô cùng cảm kích tình bằng hữu với tôn công tử và tôn thần y ta nhất định đã định sẵn rồi tôn mộ khanh cười vang tốt tốt lắm bằng hữu thì làm bằng hữu nói rồi tôn mộ khanh tiếp tục sư huynh mua tòa nhà này gọi là bách thảo viên bên trong có một mảnh vườn lớn từng bị bỏ hoang bây giờ đã được trồng đầy dược thảo nó nằm ở phía tây dưới chân thần nữ phong hôm nay tuyết rơi dày chúng ta phải mất khoảng một canh giờ để tới nếu trời nắng thì hơn nửa canh giờ là đến nơi nói xong tôn mộ khanh liếc nhìn bầu trời tranh thủ lúc tuyết còn chưa rơi quá dày tần công tử mời mọi người chuẩn bị xuất phát nghe vậy tần diễm lập tức ôm quyền gật đầu rồi quay lại hắn nhìn thấy ngụy trường phúc đứng bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng tần diễm chỉ liếc qua mà không để ý đến ngụy trường phúc sau đó phân phó chu hoài chu hoài lại lập tức chỉ huy mọi người chuẩn bị xe ngựa trong phòng khách các thị tỳ đã thu dọn hộp đồ ăn và chăn gấm sẵn sàng mang lên xe ngay cả tần tương người còn đang nằm trên giường không thể dậy cũng đã được mặc chỉnh tề và đưa ra cửa tôn mộ khanh cùng tôn hạo nguyệt vẫn luôn đứng ở cửa đại đường chờ khi thấy đoàn xe ngựa của tần gia chuẩn bị xong xuôi họ mới bắt đầu rời đi ở chỗ giao lộ ngoài cổng có một chiếc xe ngựa nhỏ đang chờ sẵn thì ra tôn mộ khanh và tôn hảo nguyệt cũng đi xe ngựa đến đây tôn mộ khanh đứng bên ngoài quay lại nói với tần diễm tần công tử hãy đi theo chúng ta tần diễm lên tiếng đồng ý tôn mộ khanh và tôn hảo nguyệt mới lên xe ngựa bánh xe lăn chậm chạp trên nền tuyết dày Đoàn xe di chuyển rất từ từ. Tuy vậy, đoàn xe Tần gia vẫn rời khỏi sân khách điếm, đi về hướng tây. Đoàn xe rời khỏi con đường chính của Tam Nguyên thôn, sau đó đi theo lối mòn nhỏ trên núi về hướng tây. Con đường chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, hai bên là những hàng cây cao lớn, phủ đầy tuyết trắng, gió lạnh và mây đen. Tần Hoàn ngồi trên xe ngựa, vén màn xe nhìn ra bên ngoài dù trời có lạnh nhưng cảnh sắc núi rừng phủ đầy tuyết thật khiến lòng người cảm thấy vui vẻ và thoải mái tôn mộ khanh nói sẽ mất một canh giờ để đến nơi nhưng thực tế họ phải mất một canh giờ rưỡi mới đến được bách thảo viên tần hoàn nhìn ra từ cửa sổ xe phía trước là một biển trúc xanh mướt trải dài theo thế núi lên cao không lâu sau nàng nhìn thấy một căn nhà mái ngói đen tường trắng nằm trên sườn núi những mái ngói cong nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng lớn lao không hề tầm thường. Không ngạc nhiên khi Tôn Mộ Khanh nói rằng nơi này đủ để cả đoàn tần gia ở lại. Tần hoàn hít một hơi thật sâu, hương trúc cùng tuyết lạnh xoa dịu tâm hồn nàng, khiến nàng cảm thấy yên bình. Càng đến gần căn nhà, lòng nàng càng tĩnh lại. Không lạ gì khi Tôn Hạo Nguyệt chọn mua nơi này, đến cả tần hoàn cũng sinh ra mong muốn ẩn cư, không màng thế sự. Khi xe ngựa dừng lại, cơn gió cũng lặng dần. Vừa bước xuống xe, Tần Hoàn cảm thấy xung quanh mình như bị bao phủ bởi một sự yên tĩnh vô hình. Tòa phủ trạch này có vẻ như đã tồn tại từ lâu đời, mái hiên phủ đầy rêu xanh, nhưng lại không mang không khí đời thường, chỉ khiến người ta cảm thấy nơi này thật siêu thoát và thanh tịnh, như thoát khỏi thế tục. Đến rồi, đến rồi, xe ngựa cứ chạy thẳng vào trong. Tôn Mộ Khanh bước xuống từ chiếc xe ngựa nhỏ phía trước và trực tiếp ra đón mọi người. Tần Diễm và đoàn người vì lễ nghĩa mà lần lượt bước xuống xe. Vừa xuống xe, họ nhìn thấy ba chữ bách thảo viên được khắc trên cổng của ngôi nhà cổ. Tôn Hạo Nguyệt cũng đã đứng cạnh đó, ngoài ra còn có một lão bộc đầu bạc đang chờ ở cửa. Đồng thúc, những người này là bằng hữu của ta, phiền ngài sắp xếp giúp họ. Lão bộc đầu bạc đã lớn tuổi, mặc áo bông màu xám, lưng hơi còng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đôi mắt nheo lại khi cười chỉ còn là một khe hở. Nghe lời Tôn Mộ Khanh, ông liền cười gật đầu, "Được rồi, được rồi, biểu thiếu gia cứ yên tâm." Tôn Mộ Khanh gật đầu rồi tiến về phía Tần Hoàn, trong khi đó, Tôn Hạo Nguyệt quay sang hỏi Đồng Thúc, "Phu nhân thế nào rồi?" Nghe vậy, Đồng Thúc liền gật đầu, "Phu nhân vẫn ổn, vẫn khỏe." Nghe vậy, Tôn Hạo Nguyệt xoay người về phía Tần Diễm và mọi người, "Tần công tử" ở đây đã có tôn mộ khanh và đồng thúc lo liệu phu nhân của ta bệnh nặng không thể rời ta lâu ta xin phép đi xem nàng trước nghe vậy tần diễm liền vội nói được tôn thần y cứ đi lo việc của mình không cần lo cho chúng ta tôn hạo nguyệt vẫy tay sau đó nhanh chóng xoay người bước vào cổng phủ phục linh đứng bên cạnh tần hoàn nghe vậy liền thì thầm tiểu thư vị tôn thần y này vốn là thần y tại sao phu nhân của hắn vẫn bệnh nặng chẳng lẽ hắn không thể chữa khỏi cho nàng sao tần hoàn thở dài nhưng không dám nghi ngờ vị đại sư huynh này dù là thần y cũng không thể chữa được tất cả bệnh tật có bệnh chữa khỏi chậm có bệnh đến cả tiên nhân cũng không thể dùng thuốc hay châm cứu để cứu được phục linh thở dài tiểu thư hay là tiểu thư thử xem sao nghe vậy tần hoàn liền cười khổ Ngươi có biết các đệ tử dòng chính của Dược Vương Cốc lợi hại thế nào không? Trước mặt bọn họ, làm sao ta có thể ra tay mà không như múa rìu qua mắt thợ được? Không phải Tần Hoàn coi thường bản thân, mà là trong thời gian học ở Dược Vương Cốc, nàng đã thấy quá nhiều. Các đệ tử dòng chính của Tôn gia được học dược lý từ nhỏ, vượt xa những người đến sau như nàng rất nhiều. Bất kể là dược lý, châm cứu hay mạch lý, đệ tử dòng chính đều phải học hỏi rộng rãi và chuyên sâu. Người đến sau, dù có chăm chỉ học đến đâu, cũng không thể sánh kịp. Phục Linh nhận ra mình đã đánh giá thấp Tôn Mộ Khanh và Tôn Hạo Nguyệt, liền rụt cổ lại và không dám nói thêm gì. Bên này, Đồng Thúc đã dẫn từng chiếc xe ngựa của Tần Gia vào trong cổng viện, Tôn Mộ Khanh liền nói, mọi người cứ theo ta vào, coi như ở nhà của chính mình vậy. Nói xong, Tần Hoàn theo bức Tần Diễm cùng nhau bước vào bên trong. Như Tôn Mộ Khanh đã nói, tòa nhà này do Tôn Hạo Nguyệt mới mua không lâu. Vừa bước vào, họ thấy bức tường trắng phủ đầy dây leo xanh mướt. Dây leo mọc tốt do không có ai chăm sóc cẩn thận trong một thời gian dài, dần dần phát triển thành một mảng xanh rậm rạp. Màu xanh ban đầu tươi tắn, nhưng theo thời gian đã trở thành màu lục loang lổ, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo và áp lực vòng qua bức tường tre họ tiến vào trung đình tần hoàn không biết phủ này có bao nhiêu gian chỉ thấy hai bên là những dãy hành lang thông suốt bốn hướng tôn mộ khanh đứng đó chờ đồng thúc rồi ngượng ngùng nói ta cũng chỉ mới vào đây một lần thôi tôn mộ khanh cũng không biết rõ đường đi trong phủ nên tần diễm đứng tại chỗ và cùng hắn trò chuyện tôn thần y có nói phu nhân của ngài bệnh nặng nhưng không biết phu nhân mắc phải bệnh gì nghe vậy Hôn mộ khanh thở dài, ta cũng không rõ, sư huynh chưa nói gì. Chắc là phu nhân cần tĩnh dưỡng lâu dài, nếu không thì đã không dọn đến nơi hẻo lánh như thế này. Ta và sư huynh đã bốn, năm năm không gặp. Trước đây, ta có nghe phong thanh là hắn đi về phương Nam, ta còn tưởng rằng hắn đang ở Vĩnh Châu hoặc Hồ Châu gì đó. Ánh mắt tần diễm thay đổi, liền nói, thì ra là vậy, tôn thần y chắc chắn rất yêu thương phu nhân của mình vừa rồi ta thấy hắn lo lắng và quan tâm đến phu nhân rất nhiều. Nghe vậy, tôn mộ khanh cười, tần công tử chắc chưa biết, sư huynh và sư tẩu vốn là thanh mai trúc mã. Họ đã kết hôn khi ta còn nhỏ, sư tẩu xuất thân từ bạch thị của Ích Châu, nàng và sư huynh là đôi uyên ương được người đời ngưỡng mộ. Nhưng không ngờ nàng lại mắc bệnh, tuy vậy, với tài nghệ của sư huynh, chắc chắn có thể chữa khỏi cho sư tẩu. Tất nhiên rồi, Tất nhiên rồi." Tần Diễm hưởng ứng rồi nói thêm, "Tôn thần y có tấm lòng Bồ Tát, ngài và phu nhân chắc chắn sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Ban đầu ta cứ nghĩ nơi này gần Tam Nguyên thôn nên ngài mới đến để chữa bệnh cho thôn dân. Không ngờ lại xa như vậy." Tôn Mộ Khanh thở dài, "Đúng vậy, ta cũng không ngờ." Khi Tần Hoàn tỉnh lại thì trời đã không còn sớm, họ đã chậm trễ một khoảng thời gian dài trên đường. Lúc này, trời đã tối. Trong lúc trò chuyện, Đồng Thúc đã sắp xếp ôn thỏa xe ngựa của Tần Gia và chỉ định hai tiểu viện cho các thị vệ của Tần Phù. Sau đó, ông tiến đến trước mặt Tôn Mộ Khanh và những người khác, nói, biểu thiếu gia, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Tôn Mộ Khanh cười lớn, cảm ơn Đồng Thúc, lâu ngày không gặp, vừa gặp mặt đã phải khiến Đồng Thúc vất vả. Đồng Thúc cười, đôi mắt nheo lại, không mệt, không mệt. Lâu rồi lão nô chưa được gặp biểu thiếu gia, Lão nô thật sự rất vui. Những người này là bằng hữu của biểu thiếu gia, lão nô đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Chương 220. Nghe vậy, Đồng thúc giơ tay mời, "Các vị biểu thiếu gia và bằng hữu, xin mời." Đồng thúc cúi lưng, bước đi chậm chạp, trông có vẻ khum núm. Tần Diễm thấy vậy cũng giảm tốc độ, nghi hoặc nhìn Tôn Mộ Khanh hỏi, "Biểu thiếu gia?" Tôn Mộ Khanh cười đáp, "Dòng họ Tôn vốn cùng gốc." Ta và sư huynh hảo nguyệt tuy đã qua năm đời nhưng vẫn cùng dòng. Vì vậy, người trong nhà đều gọi chúng ta như thế. Tần Diễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đồng thúc dẫn mọi người đi về phía cổng phủ ở hướng tây. Trong lúc đi, đồng thúc vừa nói, ngôi nhà này mua đã lâu nhưng chưa được chăm sóc chu đáo. Nếu có chỗ nào không được hoàn thiện, xin công tử và ba vị tiểu thư đừng chê trách. Đêm qua tuyết rơi nhiều, trong nhà chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ. Tần Sương vốn im lặng đi theo sau Tần Hoàn, nhưng nghe vậy liền cười nói, quét chậm lại hay, còn có thể nặn người tuyết. Đồng Thúc cười hiền, tiểu thư đừng để lạnh tay nhé. Tần Sương vội vàng đáp, không đâu, không đâu. Đồng Thúc tiếp tục, những phòng tốt trong nhà chưa dọn dẹp xong, không ngờ lại có khách đến. Chỉ có vài gian ở phía tây là còn sáng sủa, rộng rãi hơn một chút. Tôn Mộ Khanh liền hỏi, "Sư huynh Hạo Nguyệt ở đó sao?" "Ở phía đông, trong vườn mai, phu nhân rất thích nơi đó, yên tĩnh và thoáng đãng." Đồng Thúc nói xong, giơ tay mời, "Mời đi hướng này." Tần Hoàn nhìn thoáng về phía đông, chỉ thấy một vùng mái cong chạm khắc tinh xảo phủ đầy tuyết trắng kéo dài vô tận. Dù đẹp đẽ, nhưng khung cảnh này khiến Tần Hoàn liên tưởng đến những giải lụa trắng trong lễ tang của Tưởng thị đi thêm một đoạn qua hành lang, họ đến trước vài sân nhỏ, đồng thúc dừng lại, phu nhân cần yên tĩnh để dưỡng bệnh nên tòa nhà này không có nhiều người phục vụ. Ở đây có ba sân với hai gian phòng, nếu các vị cần gì, cứ đến viện nhỏ phía kia tìm ta. Đồng thúc chỉ tay, rồi nói tiếp, lát nữa sẽ có người mang cơm tối đến cho các vị. Tôn mộ khanh gật đầu rồi hỏi, đồng thúc, sư huynh hạo nguyệt có cùng chúng ta dùng bữa không? Đồng thúc lắc đầu, Trời đã không còn sớm, thiếu chủ phải ở lại bên phu nhân. Ông cúi chào Tần Diễm và mọi người, thật xin lỗi, thất lễ. Tần Diễm vội vã xua tay, không dám, không dám, chúng ta mới là người quấy rầy. Căn nhà này thế nào cũng được, đừng vì chúng ta mà làm phiền phu nhân đang dưỡng bệnh, nếu không, chúng ta mới là người có lỗi. Đồng Túc an ủi bằng một nụ cười, nhìn trời rồi nói, trời sắp tối, tuyết ngoài sân chưa được quét dọn các vị đừng ra ngoài vào buổi tối nhé. Tần Diễm liền vâng giả, đồng thúc ho nhẹ hai tiếng rồi xoay người rời đi. Khi đồng thúc vừa đi, Tôn Mộ Khanh cười, chỉ vào sân gần đó, sân của chúng ta gần nhau. Các ngươi, muốn sắp xếp ở thế nào? Tần Diễm tự nhiên muốn ở cùng Chu Hoài, còn ba chị em Tần Tương thì chỉ có hai sân. Tần Tương vẫn ngụy hoài, nghe vậy, Tần Sương liền nhanh miệng nói, ta sẽ ở cùng cửu muội đây có lẽ là lần đầu tiên tần xương chân thành gọi tần hoàn là cửu muội phục linh khẽ nhướng mày tần diễm nhìn tần hoàn nàng gật đầu thế nào cũng được tần diễm mỉm cười quay sang nhìn tần tương ngũ muội có sợ không tần tương gượng cười yếu ớt tất nhiên là không được rồi vậy các ngươi vào sắp xếp trước đi mọi người gật đầu rồi đi vào từng sân tôn mộ khanh cố nhìn theo tần hoàn với dáng vẻ muốn đi cùng nhưng nghĩ đến việc nàng là cô nương hắn chuyển ánh mắt sang tần diễm tần công tử để ta vào xem cùng ngươi tần diễm vui vẻ đồng ý ngay rồi nhanh chóng cùng nhau bước vào cổng viện tần sương muốn ở cùng tần hoàn vì còn hai gian xương phòng tần hoàn cũng không quan tâm vào sân nàng để tần sương chọn trước tần sương tùy ý chọn một gian rồi cùng thị nữ tú vân vào phòng bên này tần hoàn cùng phục linh và vãn hạnh mở cửa bên trong phòng đẹp hơn nàng tưởng tượng, nhưng cũng có chút ẩm mốc vì lâu không có người ở. Tiểu thư, sao tôn thần y lại mua ngôi nhà lớn như vậy? Phục Linh vừa sắp xếp đồ đạc vừa tò mò hỏi, nhà này lớn quá, mà chỉ có vài người ở, không sợ cảm thấy cô quạnh sao? Tần Hoàn bước tới mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào lạnh đến tận xương, nhưng cũng giúp xua tan mùi ẩm mốc trong phòng. Nhà này tuy lớn thật, nhưng cảnh vật rất đẹp phu nhân muốn dưỡng bệnh ở đây cũng là hợp lý phục linh nhăn mày muốn dưỡng bệnh chẳng phải nên tìm nơi có người qua lại ngôi nhà này vắng vẻ còn có mùi ẩm mốc nô tỳ thấy không hợp để người bệnh ở tần hoàn cười khẽ nhà này chỉ vì lâu không có ai ở mới thế phía đông chắc chắn không như vậy phục linh suy nghĩ rồi gật gù cảm thấy tần hoàn nói có lý nàng mỉm cười có lẽ nô tỳ đã nghĩ nhiều phu nhân vốn không thích ồn ào tần hoàn gật đầu đúng là như vậy đang nói chuyện ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng của tôn mộ khanh cửu cô nương ta có thể vào không nghe thấy vậy tần hoàn vội bước ra cửa thấy tôn mộ khanh đang cầm thứ gì đó đứng ngoài nàng liền nói tôn công tử mời vào lời vừa dứt tôn mộ khanh mang theo một chậu than tiến vào cửu cô nương nhà này không có hệ thống sưởi ta mang chậu than đến cho các ngươi ấm. Ngoài sân, tuyết đã được quét sạch, có thể thấy đồng thúc đã bỏ ra nhiều công sức để đón họ. Tần Hoàn nhìn thấy Tôn Mộ Khanh lo lắng như vậy, trong lòng không khỏi cảm động, nghĩ lại nhiều chuyện trong quá khứ. Cửu cô nương, xem trong phòng còn thiếu thứ gì, cứ nói với ta nhé. Tôn Mộ Khanh bận rộn đi đi lại lại, nhiệt tình giúp đỡ. Tần Hoàn mỉm cười, không cần đâu. Tôn công tử cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Tôn Mộ Khanh vui vẻ đáp lời, vội vã đi ra ngoài. Khi hắn vừa đi, Phục Linh cười nói, "Tôn công tử thật thú vị, tiểu thư chỉ cho chút lộ phí mà lại đối đãi chúng ta ân cần thế này." Tần Hoàn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, dõi theo bóng dáng Tôn Mộ Khanh nhảy nhót đi ra khỏi cổng viện cho đến khi biến mất. Trong lòng nàng chợt dâng lên chút buồn bã, Tôn Mộ Khanh là người thuần khiết nhất mà nàng từng gặp cho đến giờ vẫn vậy nghĩ lại đã ba tháng kể từ khi chuyện xảy ra ở nhà thầm liệu hắn có biết rằng thầm hoàn đã chết không trong lòng tần hoàn chợt nhói đau nhưng nàng chỉ im lặng lắc đầu chuyện mượn xác hoàn hồn ngay cả bản thân nàng cũng khó tin huống chi chuyện nàng muốn làm sắp tới không thể kéo duyên phận quá khứ vào nữa con đường này chỉ có thể bước trong bóng tối không thấy ánh sáng và nàng biết rằng mình phải đi một mình tiểu thư Mọi thứ đã thu dọn xong, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Phục Linh tiến đến đóng cửa sổ trước mặt Tần Hoàn, ngoài kia lạnh thế mà tiểu thư không sợ bị cảm sao? Tần Hoàn chợt tỉnh khỏi suy nghĩ, Phục Linh nói tiếp, nơi này tốt hơn hẳn so với khách điếm, lần này thật phải cảm ơn Tôn công tử. Tần Hoàn cười khẽ một chút, ngoài kia bỗng vang lên tiếng bước chân. Tần Diễm đến gõ cửa, "Cửu muội." Phục Linh vội mở cửa, vừa mở ra tần diễm liền nói cửu muội tuy tôn thần y không thể cùng dùng bữa nhưng chúng ta vẫn nên cùng nhau dùng cơm có cả tôn công tử nữa muội thấy sao tần hoàn gật đầu cứ theo sự sắp xếp của tam ca vậy tần diễm mỉm cười bên kia tần sương nghe tiếng liền bước ra hỏi cùng nhau ăn cơm sao ở đâu tần sương hớt hài hỏi nhưng tần diễm không bận tâm ở chỗ ta Thế là ba huynh muội chuyển đến sân của Tần Diễm. Khi vào nhà, cơm chiều đã được dọn sẵn, bảy tám món ăn nóng hổi được bày ra rất hấp dẫn. Tôn Mộ Khanh và Tần Tương đã ở đó, thấy vậy Tôn Mộ Khanh liền vui vẻ chào, cửu cô nương. Tần Hoàn gật đầu, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trên bàn không có rượu, Tôn Mộ Khanh liền cầm trà thay rượu nói, tại hạ là Tôn Mộ Khanh, may mắn được quen biết tần công tử và tần cô nương cùng hai vị tiểu thư nhưng thật thất lễ tại hạ vẫn chưa được hỏi danh tính của các vị tôn mộ khanh từng gặp tần hoàn ở lễ tang tường thị chỉ biết nàng là tiểu thư của tần phủ mọi người gọi nàng là cửu cô nương nhưng hắn chưa biết tên thật của nàng tần sương và tần tương cũng không biết hắn đã giúp họ một ân lớn và tần diễm cũng muốn kết giao nên việc biết tên thật là điều tự nhiên ta là tần sương đứng thứ sáu trong tần gia tần sương là người đầu tiên lên tiếng thấy vậy tần tương dịu dàng nói ta là tần tương đứng thứ chín trong tần gia sau khi hai người họ nói xong chỉ còn lại tần hoàn nàng định mở lời thì tần sương nhanh miệng nói trước đây là cửu muội của chúng ta tên là tần hoàn tôn mộ khanh lắng nghe rất nghiêm túc nhưng giờ thì lông mày hơi nhướng lên tần hoàn xin hỏi chữ hoàn viết như thế nào tần sương cười khúc khích chữ hoàn trong nụ cười rạng rỡ tôn mộ khanh sững sờ nhìn tần hoàn vẻ mặt thay đổi rõ rệt vốn dĩ hắn không giỏi giấu cảm xúc giờ đây sự thay đổi càng rõ ràng hơn tần diễm và những người khác cũng ngỡ ngàng tần hoàn giả vờ ngạc nhiên hỏi tôn công tử sao vậy tôn mộ khanh ngây người trong giây lát rồi mới tỉnh lại sau đó hắn hạ mắt cười nhẹ, thật thất lễ, chỉ là tên của cửu cô nương giống với một vị tiểu sư muội của ta, nên ta nhất thời nhớ đến nàng. Ngừng một chút, Tôn Mộ Khanh lại cố gắng nở một nụ cười, nhưng mà người trùng tên trùng họ trên đời này không ít, tên giống nhau cũng không có gì lạ. Tại hạ không có ý gì, mong cửu cô nương lượng thứ. Trong lòng Tần Hoàn dâng lên một nỗi chua xót, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nàng chỉ khẽ lắc đầu bình thản. Bên cạnh, Tần Sương ngạc nhiên nói, lại có người trùng tên à? Tên nàng ấy không phải hiếm sao? Tôn công tử, vị tiểu sư muội của ngươi giờ đang ở đâu? Nghe câu hỏi đó, Tần Hoàn vô thức siết chặt tay trên đầu gối. Vẻ mặt của Tôn Mộ Khanh cũng thay đổi. Hắn từ từ đặt tách trà xuống, sự thoải mái trên người lập tức tan biến, thay vào đó là một bóng tối bao trùm, nàng nàng đã chết rồi tần sương khẽ kêu lên một tiếng không ngờ mọi chuyện lại như vậy liền tò mò hỏi thêm sao lại là do bệnh tật sao tôn mộ khanh cười khổ cúi đầu lắc nhẹ lập tức từ một thiếu niên hồn nhiên trở thành một người đầy bi thương không phải sức khỏe nàng rất tốt nàng bị oan khuất tần sương tròn mắt không biết tiếp tục hỏi thế nào cũng bị nỗi buồn của tôn mộ khanh lây nhiễm nên không biết nói gì thêm Tần tương trầm ngâm một lúc, lặng lẽ không nói. Chỉ có tần diễm nhạy bén nhận ra điều quan trọng. Hàm oan sao, tiểu sư muội đó có phải là người nhà quan? Xin hỏi tôn công tử, nàng là người ở đâu? Tôn mộ khanh không hề phòng bị trước tần diễm. Hơn nữa hắn cũng không biết rõ thân phận thật sự của tần diễm. Nên chỉ thở dài, đúng vậy, nàng là người nhà quan. Phụ thân nàng giữ chức vụ cao, lại vô cùng thanh liêm. Nàng nàng là người kinh thành kinh thành tần diễm hơi nheo mắt lại trên suốt đường về tần diễm vốn luôn giống như một người anh cả chu đáo nhưng khi nhắc đến những tranh giành quyền lực ở kinh thành trực giác của hắn lại nhạy bén hơn người thường rất nhiều tần diễm suy nghĩ một chút rồi hỏi chuyện xảy ra với gia đình nàng khi nào cha mẹ nàng còn sống không tần hoàn biết rằng tần diễm đã chạm đúng hướng nghe hắn hỏi vậy nàng định ngăn tôn mộ khanh lại nhưng rồi suy nghĩ một chút nàng không làm gì cả tôn mộ khanh trả lời ba tháng trước cha mẹ nàng đều đã mất đó cũng là vì vụ án oan ấy ánh mắt tần diễm ánh lên một tia sáng nhưng hắn thông minh không hỏi sâu hơn chỉ trấn an tôn công tử xin nén đau thương tiểu sư muội nếu biết lòng ngươi còn nhớ đến nàng nàng nhất định sẽ được an ủi nơi chín suối tôn mộ khanh ngồi thẳng lại thở dài ta biết rồi thật xin lỗi, ta không nên nhắc đến chuyện này, làm ảnh hưởng mọi người dùng bữa. Thôi thì, hãy động đũa đi, sư huynh không thể đến, ta xin mượn ly trà này kính mọi người. Nói xong, tôn mộ khanh ngửa đầu uống một ngụm trà xanh, môi nhếch lên như muốn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng tần hoàn nhìn thấy, nụ cười ấy chua xót đến mức còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Trong lòng tần hoàn lại dấy lên một nỗi đau âm ỉ. Hai ngày nay, đây là bữa ăn ngon nhất mà Tần Hoàn có. Nhưng nàng lại ăn mà không cảm nhận được vị gì, mặc dù Tôn Mộ Khanh luôn giữ vẻ mặt tươi cười và liên tục nói chuyện, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác u khuất và phẫn uất trong lòng nàng. Sau bữa ăn, trời đã tối, bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi không có dấu hiệu giảm bớt. Phục Linh dìu Tần Hoàn về sân của mình, trên đường đi Tần Hoan ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cơn tuyết này không chỉ cản trở đường hồi kinh của nàng, mà có lẽ cũng là điểm báo về những thử thách mà nàng sẽ đối mặt khi điều tra vụ án của phụ thân tại Kinh Thành. Liệu ở đó cũng sẽ có một trận tuyết lớn đang chờ nàng không? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.